Kính thưa quý vị, Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt ấy là một trong những trung tâm được xây dựng phục vụ cộng đồng người Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ, ngoài các tổ chức cộng đồng, để phục vụ các sinh hoạt cần thiết trong cộng đồng người Việt tại Boston và các thành phố lân cận, bao gồm phát triển dịch vụ nhà ở cho những cư dân có thu nhập thấp, hỗ trợ kỹ thuật cho các tiểu doanh nghiệp, phục vụ giúp đỡ giấy tờ pháp lý cho các gia đình gốc Việt, cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em và trường dạy học Việt ngữ miễn phí trong khu vực Dorchester. Trong những năm đại dịch, Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt ấy đã nỗ lực mở cửa hỗ trợ cho cộng đồng. Ngày 21 tháng 10 năm 2023 là lần đầu tiên sau mùa COVID, Trung tâm Việt ấy đã tổ chức một đêm gala, vừa để vinh danh các thành viên trong gia đình Việt ấy và cũng là cơ hội để gây quỹ cho công việc cung cấp dịch vụ miễn phí trong cộng đồng. Gần 300 quan khách cùng với đại diện văn phòng thị trưởng, các hội đoàn, chính giới và các nhà tài trợ đã có mặt trong đêm gala hôm nay. Chúng tôi đã có cơ hội tiếp chuyện cùng với ông George Wynn, tân giám đốc điều hành Trung tâm Việt ấy, và ông chia sẻ về buổi gala vinh danh các anh hùng trong mùa COVID như sau. It means we should shed light on the folks that did the dirty work, that got their hands dirty, that were in community, that were fighting alongside us through the pandemic. Because it was very uncertain times. We didn't know, you know, what the health protocols were. A lot of folks got sick. A lot of people, unfortunately, passed. Right, and a lot of folks, our lives were just impacted in the day to day in really big and small ways. So for this to happen, I'm glad that, you know, we did it together as a community, and we're here tonight to celebrate the folks that got us through, to be together, right? Because everybody's a hero, but I think there's some that are superheroes. There's some that just were just in the fight every day, and we want to acknowledge all the work that they did. Để tiếp tục phát triển Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Việt ấy trong tương lai, cần phải có một lãnh đạo mới và giỏi. Bà Kim Thái, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Việt ấy cho rằng, George Wynn là một bạn trẻ có kinh nghiệm phục vụ cộng đồng, đồng thời cũng là một thành viên đã từng được Trung tâm Việt ấy hỗ trợ. Ông từng làm việc tại văn phòng thị trưởng thành phố, bà cho biết. Kính thưa quý vị, một trong những thành viên trong cái board member của Việt ấy đó là chị Kim Thái. Chị Kim Thái là chị tham gia vào cái board member của Việt ấy bao lâu rồi? Là khoảng 10 năm rồi. Trong quá trình 10 năm thì chị thấy rất là nhiều sự thay đổi, và năm nay thì chúng ta có một cái người giám đốc điều hành là George Wynn, là một bạn trẻ và chưa đầy 30 nhưng mà đã là giám đốc điều hành của Việt ấy. Chị cảm thấy thế nào, và quá trình chị làm việc trong cái board member đó, chị cảm thấy sự phát triển của Việt ấy như thế nào trong cái việc mà phục vụ cho cộng đồng người Việt tại Dorchester? George là cũng rất là còn nhỏ mà cũng có rất là nhiều experience trong cái city của Boston. Tại hồi đó là cũng là người liaison cho ông thị trưởng của city á, thì là cũng quen biết người cái community của người Việt. Ngoài ra đó là hồi đó là George cũng có đến Việt ấy là dùng mấy cái social program ấy ngay ở đây. Chứ là George cũng rất là giỏi, thì mình cũng rất là mừng là sau khi chị Lisa là muốn đi ra khỏi Việt ấy đó, thì George là cũng step up là muốn làm ở đây. Thì bây giờ thấy George là cũng bắt đầu settle down, thì cũng George bắt đầu hồi tháng giêng của năm nay, thì hồi mới ban đầu thì cũng phải hiểu biết là đầy đủ hết mấy cái social program của Việt ấy. Thì bây giờ đang George đang settle down, như là bây giờ đang coi cho cái vision, cho cái future của Việt ấy, như là có thể có mấy cái program khác gì có thể là tiếp đỡ cho người công viên của Việt Nam. Những cái chương trình gì trong cái Việt ấy mà có cái ảnh hưởng nhiều nhất trong cộng đồng thưa chị? Thì có cái preschool, thì cái đó là cái chương trình lớn nhất của Việt ấy. Ngoài ra đó là cất nhà cửa cho affordable housing, thì cũng mới làm cái closing, cái ribbon cutting trên Bowden Street. Thì bây giờ George cũng đang làm cho staff, đang coi có nhà cửa khác thì có thể việc ấy làm các loại affordable housing mới. Có mặt trong buổi gala hôm nay là ông Phó Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Massachusetts, ông Nguyễn Hùng Khang, và cũng là thành viên trong Hội đồng Quản trị.
Ông cho rằng qua các dịch vụ mà Việt ấy phục vụ đã giúp đỡ rất nhiều cư dân gốc Việt từ lúc ban đầu đến Hoa Kỳ cho tới hiện nay. Phần lớn ngân sách được chính quyền tiểu bang cung cấp. Tuy nhiên, Việt ấy cũng phải nỗ lực để gây quỹ hàng năm trong các buổi gala như hôm nay để có thêm chi phí trang trải trong các dịch vụ. Ông chia sẻ như sau. Mình là cũng trong cái board của Việt ấy. Cho quý vị đã biết là cái Việt ít, cái trung tâm Việt ít á, thứ nhất là có một cái trung tâm cho cộng đồng sinh hoạt. Và cái thứ hai đó, nó có những cái dịch vụ mà giúp cộng đồng rất rất là tốt đẹp. Thí dụ như là housing, affordable housing. Có nghĩa là xây những, mua những cái nhà cũ, bắt đầu đập lại, xây lên. Rồi cho những người mà có thu nhập income thấp á, đến đó người ta có thể là apply và vào trong đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là quý vị biết là chúng tôi có social service, là mấy bác lớn tuổi đó là không có có biết tiếng Anh, những cái bill này kia hay những cái giấy tờ đó, mấy bác tới hay cái social security benefit mấy bác không biết gì cả, cho nên đến Việt ít giúp. Đó là cái thứ nhì, gọi là social service. Cái thứ ba nữa là nó có senior job of healthcare. Mấy bác lớn tuổi đến Việt ít nguyên một ngày chơi với người ấy cũng khoảng 70-80 người. Và cái cuối cùng nó gọi là daycare center, để giúp cho những người mà thu nhập thấp, gia đình thu nhập thấp mà không có thể nào mà đến cái trường daycare bình thường, thì bắt đầu nó có subsidy, có nghĩa là mình trả rất là ít. Xong rồi là bắt đầu việc ấy xin chính phủ trả một ít, nó là giúp tất cả những cái chuyện gì. Và đặc biệt là quý vị phải hiểu á, trung tâm việc ấy là cái trung tâm đầu tiên của cộng đồng Việt Nam trên toàn nước Mỹ. Quý vị đã biết là ngày hôm nay là cái buổi gây quỹ. Cái gây quỹ này đó là mục đích đó là quý vị biết là chính phủ mà cho cái tiền tài trợ đó là bắt buộc mình phải có xin một số tiền. Rồi từ đó chính phủ sẽ cho một số tiền, nó mới bù lại, mới trả được cho tiền nhân viên, tiền gọi là overhead, là tiền nước, tiền điện này kia. Cho nên bắt buộc phải có. Nếu mà 10.000, 20.000, 30.000 gì đó, thì chính phủ họ sẽ cho có thể là gấp 2, gấp 3 lần. Đó là... Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một lần nữa, Trường Giang tường thuật cho Đài BTN từ Boston. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.